Quý vị và các bạn thân mến, đêm nay là đêm đầu tiên cả gia đình Colorman đang có mặt tại Phú Quốc. Thì thật ra là ở Novotel Resort và Hotel thì cũng có rất là nhiều cái nhà hàng, có nhà hàng hải sản, nhà hàng Âu, nhà hàng Á đầy đủ. Nhưng mà nếu đã đến Phú Quốc thì Colorman khuyên rằng mọi người hãy đi ra cái khu làng chài Hàm Ninh. Ở đó có rất nhiều nhà hàng rất là ngon. Và có thể nói cái nhà hàng mà ngon nhất ở khu vực làng chài Hàm Ninh đó chính là nhà hàng Biển Xanh. Rất là nhiều đồ ăn, rất là phong phú. Bởi vì Colorman đã từng đến đây rồi, đã từng đến một lần với những người bạn của mình, những người dân địa phương. Và chính các bạn ấy dắt mình tới đây. Và mình vẫn còn nhớ là có một cái món mà hôm nay chắc chắn Colorman sẽ giới thiệu với mọi người. Đó là cái món ghẹ sữa nha. Ghẹ sữa. Riêng cái nhà hàng này thì cái ghẹ sữa với hào sữa là rất là ngon. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào trong để tìm bàn và lướt qua một vòng cái hồ hải sản xem như thế nào nhé. Colorman. Lấy bông hải không? Mẹ con làm hình dụ ạ. Dụ gì xinh gái vậy? Colorman, biết không? Color là màu. Đây quý vị các bạn, dễ thương quá à. Đừng che mặt, dễ thương mà che mặt. Nè, Colorman nè. Thấm vô. Rồi, con sẽ thấy là rất rất nhiều clip của chú. Con tên gì? Dạ, con tên Trinh ạ. Tên Trinh, đang nhiêu tuổi? Dạ, con mới 17 tuổi. Rồi, mới 17 tuổi. Cao quá vậy, to vậy. Chú rất là mẹ nha. Rồi. Con đăng ký lên đi, con vui lắm. Ngay tại khu làng chài nha. Mình họ không cần địa chỉ đâu, mọi người không cần nắm địa chỉ đâu. Cứ tới đây hỏi là làng chài Hàm Ninh ở nhà hàng Biển Xanh là lập tức là người ta sẽ xe sẽ chở tới. Taxi cũng được hay là mình thuê xe 16 chỗ mình đi cũng được. Nhà hàng lớn lắm. Đó, ngay sát bên cái bờ sông ha. Cái sát bờ sông hay biển ta. Biển quá. Đó, bước vô cái mới vừa bước vô thôi là cái mình đã thấy là cái hồ hải sản là thấy mênh mông ha, thấy thích rồi ha. Đây đây cá mú nè. Đó, tươi rất tươi rồi rõ luôn. Rồi bên dưới là tu hài đó. Đó bên dưới đây là tu hài. Tươi rồi rõ luôn. Cái bên là ốc nhảy. Đó, ốc nhảy với tu hài là đặc sản của Phú Quốc này nha. Đây còn ở bên dưới này là mọi người thấy tôm tích. Ồ, thấy chưa? Lia chậm chậm thôi nha. Lia nhanh quá nó từ. Đây, ốc nhảy. Đây là ốc gì ta? Ủa em ốc này ốc gì vậy? Ốc tỏi, ở đây là ốc tỏi. Oh wow, lần đầu tiên là Colorman thấy một gọi là ốc tỏi. Ủa còn cái này là gì? Ốc tai tượng hả? Ồ lần đầu tiên mới thấy ốc tai tượng nha. Xuống chút xíu nữa coi. Lạ quá nè. Ốc tai tượng này bán sao cưng? Ký gì? Ký 300 làm gì? Một con này bao nhiêu ký? Ký mấy hả? Ồ. Ồ lần đầu tiên thấy ốc tai tượng. Bự quá trời bự luôn. Còn trên đây là ốc gì? Ờ ốc gai đúng rồi, nhìn nó thấy nó gai góc lắm. Đây trên cao nữa là cá nhám đó. Đây ốc gì ta? Em ốc này ốc gì ạ?
Ồ, ốc giác, trời ơi, ốc giác ăn hoài mà bữa nay giờ mới nhìn thấy nó nè. Rồi, còn trên đây thì mấy cái con bám bám trên đó mọi người biết rồi ha, đó là bào ngư, đúng không? Rồi, ngồi đây là tôm bù ni. Đó, tôm bù ni. Tươi sống, tất cả mọi thứ đều tươi sống hết. Rồi, ốc hương, con thấy này. Đây, chậm chậm rồi, đừng có nằm. Wow. Ồ, hôm nay có... quyết lên mọi dưới rồi trời. Mọi người nhìn này, con sao quyết nè, to vật vã luôn, sao quyết bự quá. Đây là ở đây là sò dương nha, chứ sò quyết thì to, sò quyết thì to bự gấp đôi sò dương à, mà sò dương nhỏ thì người ta nói sò dương nhỏ nướng mỡ hành mới ngon. Rồi đây hào sống. Mực 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 nang. Rồi chắc mọi người vẫn còn nhớ cái mực nang ở hồi Colorman đang ở Nhật đúng không? Đây ở đây cũng có luôn. Đó. Chút xíu nữa mình cũng có những cái món đó là lại mình có gọi đó, mình có gọi mực nang ăn sống rồi vừa hấp gừng luôn đủ thứ. Đó. Còn có gọi luôn cả cái lẩu cá nhám nữa, lát sẽ review cho mọi người. Còn giờ thôi mình đi ra bàn. Rồi lửa cái chỗ mình mới thui, lát không quay được á. Rồi kéo sáng lên chứ nào. Đó, đây là cái khu vực bên trong nhà đó. Còn ở đây là ngồi khác với bên đầu. Đó, cái khu vực vừa rồi là khu vực trong nhà, còn bây giờ là chúng ta đi ra ngoài chỗ khu giáp biển. Cái này thì nói thật ra là giống như là cái họ ngăn nước vào á, giống như cái giống như sông nhiều hơn á. Nhớ cái này hai người. Hay là cái hai không có. Ủa em, cái một nữa đó. Ủa cái này là gì, mình nó vô đây là giống như là cái nhà bè. Nhà bè. Đó, cái gì cũng phải học hết, không biết nó là cái gì. Làm sao mà biển mà nó yên tĩnh vậy được, đúng không? Đây là nhà bè, nhà bè. Đó, trong đây là họ nuôi cá rồi, nuôi cá, nuôi tôm, nuôi tất cả các loại hải sản ở đây. Đúng không em? Dạ. Nhà bè là họ đưa hải sản họ nuôi trong đây luôn hả? Cái đó là giống như quán ăn vậy anh ơi. À, quán ăn hả? Ồ, đây, ở đây buổi tối là em thấy có nguyên một cái cầu bắt ra cho đó luôn. Dạ, đúng rồi, cái cầu đi ra tại người ta cắt bè lên. Nên... À, người ta cắt bè đó. Ở ngoài đó người ta cũng bán luôn giống như đây hả? Dạ. Nhưng mà chắc chắn là không bằng đây đúng không? Ủa có cái món kia chưa? Ghẹ hả? Chưa có ghẹ. Mấy món ghẹ sữa, món ghẹ sữa. Chưa có. Dạ được rồi. Kéo ghế xuống từ đây nãy giờ mẹ nói không còn. Lấy phi gì vậy? Cho món ghẹ sữa đi. Hả? Lấy phi gì vậy? Có kè đi Sài Gòn, Hay ghê hả? Ken đi, Ken đi, hai Ken đi, hai Ken lon đi em. Đây. Đây là những món mà hôm nay là thực đơn của cả nhà Colorman đây nha. Đó, nhiều quá. Đây có cái sò dương nãy mà Colorman chỉ cho mọi người đó. Thôi bé thôi. Ăn mà ngon vô cùng. Rồi, còn ở đây là cái mực nang hồi nãy nè, đã làm một ít là mình làm cái hấp, một ít là mình làm sống chứ, còn cái này là mình còn lại thì làm mực hấp gừng. Thôi lên tự ấy đi. Ồ chờ cái món hàu nha, món hàu là không biết là món ghẹ. Ghẹ sữa. Ghẹ sữa mới là cái món mà Colorman muốn giới thiệu với mọi người nha. Tiếp cũng ở đây. Rồi thôi, trời ơi nè.
Ôi mực nó tươi rồi rõ vậy đó. Nhưng mà to quá, nhìn hơi hơi ngán. Thử. Nó cắt to quá. Cho lấy cái gì cắt lại. Với cái không cắt nhỏ lại không? Chắc bự quá, nó to quá. Ồ, Đức tay nhậu ngồi bên kia sao rồi nhậu á? Đủ sáng không? Anh đó, mới ra nhậu á. Chú Khánh coi chừng giờ bịch micro nha. Thôi mình thử cái này đi. Đó, đây thử cái sòi dương bé bé này nè. Trong khi chờ đợi cái kia, review cho mọi người một chút. Như sắp hết thời lượng rồi phải không? Còn 20 mấy phút à? Mới ngắt. Nó mới ngắt hả? Ủa sao vậy? Chân ngon. Ủa nguyên ngon vô luôn. Biến xuống đây ngồi nè con. Ngồi chảnh rồi. Nè ốc luôn nè. Sò dương ngon nè. Ủa sò dương nó mới hành. Ve đi ngon. Ủa lửa cái chỗ không có thui. Làm sao mà quay. Em cho mấy cái đồ kem mà. Kem. Cái hai kéo nữa cô. Đây đây kéo đây mẹ đang cắn. Con cắn quá, con cắn quá không được nè. Đèn nó sẵn dọn nè. Trời bên đây cũng đèn sáng cơ mà. Anh nằm vô bên đấy. Này nè, cái đũa. Mù tạc pha, mù tạc của em làm á. Mù tạc làm á, kia biết làm mù tạc. Ừ, cái mù tạc mà nguyên một cái tô á. Ờ, mực sống để đây cái gì à? Cái nào? Ờ, mực sống đây đây. Đó. Em còn cái kéo nào nữa không em? Cơm chiên hả? Cơm chiên cá mặn. Quá, cắt mực không mà đứt luôn em. Cơm chiên cá mặn đâu? Nè, đưa con. Khu vực này để mấy cái đồ cho nó hấp dẫn chút. Rồi, cơm để cho mấy đứa nhỏ. Đây, quý vị các bạn thân mến. Mực tươi sống, thịt cái này trong veo nhưng mà thật sự mà nói thì chuyên sạch. Cảm giác nó không có giống như là của ở bên Nhật đúng không? Bên Nhật nó còn nó trong veo, nó thoi thóp con mực hấp dẫn vô cùng. Nhưng mà ở Việt Nam thì nó đai rồi mới sức. Nhưng mà cái này phải pha mù tạt nữa chứ. Ôi. Còn ăn mấy miếng thì nó mềm. Em ơi, cái mực sống này ăn với gì? À. Rồi đây là chén chanh, có thể ăn ăn mực sống này với lại chấm vô chanh. Rồi xong sau đó mình mới chấm, mình mới ăn với vô cùng mù tạt nha. Bạn bắt ra cái chén chanh rồi. Rồi Coleman để đây luôn. Đây mình bỏ chút vào, bỏ chanh vào trước. Ăn cái đó trước đi, ăn cơm thôi. Em cho anh thêm một cái mà cái ống mù tạt không á, anh ăn với nước tương này cũng được. Có một cái tiết mù tạt, mù tạt. Tiết mù tạt với nước tương em. Rồi. Phải gọi thêm một thứ khác. Họ có cái mù tạt riêng của họ, cái nước, cái mù tạt pha của họ rất là đặc biệt luôn, riêng cái quán mà biển xanh này. Mù tạc lạ lắm luôn. Cái đó ăn mà rất là ăn với ghẹ sữa. Ăn sống. Hấp dẫn lắm. Đúng cái món đó thôi.
Đây thôi mình thử một tí cái ốc hương. Trong lúc chờ đợi. Rồi rót bia vào đi. Cheers. Thằng uống gì? Ở đây nó yên tĩnh, không khí nó yên tĩnh một cách kỳ lạ. Nó dễ chịu vô chứ cùng luôn. Mặc dù hôm nay là ngày hôm nay là không có gió nha. Và có vẻ như hôm nay là quán biển xanh có vẻ hơi vắng. Quá vắng. Quá vắng. Còn thực tế bình thường thì cái quán này đông lắm. Đông khách, đông lắm luôn, khách mà từ quan chức rồi này nọ này kia rồi tiếp khách ở đây liên tục. Mấy ông đấy chỉ có ăn gia đình đó. Vậy chứ rất ít bạn biết ở khu làng Chàm đến rồi đó. Parliament có rất nhiều người bạn đi, mỗi lần đi ra du lịch Phú Quốc hỏi mình đi ăn ở đâu. Thiệt sự luôn, cứ đi một là đi vào thị trấn Dương Đông kiếm đồ ăn. Còn ăn hải sản thì nhiều khi không biết cái, biết làng Chài Hàm Ninh nhưng không biết cái quán này. Riêng cái quán biển xanh này là đa dạng phong phú và đồ tươi ngon nhất. Và giá cũng nhất luôn. Nhất cái gì mọi người vô kiểm tra sau. Chứ không mình nói, nếu mình nói đắt nhất thì là lập tức mình bị ném đá liền, phải không? Nhưng mà đương nhiên rồi, chất lượng là nó phải đi đôi với giá cả. Giá cả phải đi đôi với chất lượng. Hết. Kiếm đâu ra đồ, cứ muốn đồ ăn, đồ tươi, đồ ngon, ăn cái vừa vệ sinh, vừa sạch sẽ, vừa được không không gian, rồi khung cảnh mà giá rẻ, kiếm đâu ra. Ủa cái gì cuốn bánh tráng vậy cưng? Chưa đâu, cuốn ghẹ sữa đâu có cuốn bánh tráng. Ghẹ sữa mà cuốn bánh tráng này. Sữa mà cuốn bánh tráng là món nó hơi mới rồi nha. Lát cái tí ra thử. Thôi làm tiếp. Cái sò dương là lần đầu tiên con Lâm thấy gặp một cái sò dương, con sò dương mà nó bé còn hơn con sò huyết nữa. Nhưng mà rất là ngon. Ô, ghẹ sữa đã tới rồi. Ba dĩa. Ba dĩa. Cô tạc đâu không? Thôi, đưa ghẹ sữa vô đây. Vì ghẹ sữa là cái món mà được chờ đợi nhất của bên ngày hôm nay. Ba dĩa luôn phải không? Ba dĩa. Thôi, lấy dĩa này trước đi. Đây. Đây mọi người xem cái ghẹ sữa này nha. Đó, để qua một bên. Đó. Như thường lệ. Phải có chụp hình, phải để có vài miếng ớt lên chút xíu cho nó tô điểm. Ồ, cái này là em pha đó hả? Dạ. Cái chén này pha phải có nguyên cái pha cái tô bự ghê nhìn mới hấp dẫn. Hết rồi, thiếu ánh sáng trầm trọng. Thất bại. Review đồ ăn là phải đồ, ánh sáng là phải xuất sắc. Với ánh sáng này thì chắc chắn là không hấp dẫn. Thôi, thôi đành đi, kệ nó. Được nhiêu hay nhiêu. Có còn hơn là không. Đúng rồi, có còn hơn không. Thà như giọt mưa. Anh kia đây, anh kia đây, anh kia đây. Rồi. Ghẹ sữa chấm nước mắm chua ngọt. Cuốn với bánh tráng. Ồ vậy hả, rồi cái đó hay quá. Rồi ghẹ sữa để bao, để bao. Rồi ok. Rồi cô Trúc quá xuất sắc luôn. Bậc thầy. Bậc thầy, sư phụ mà. Ốc phiêu xếp mà. Sư phụ để qua đây.
vui tàn nồng. À để cái này thì lại bạn phải vơi vơi thôi. Cuối cùng là gói này là ăn lại nước kia. À cái này là cuốn với là bánh tráng. Ăn với nước mắm chua ngọt đúng không? Không, ăn với mù tạt đó chứ mù tạt của anh đó. À, ăn với chén mù tạt này, đây. Đây là chén mù tạt rất đặc biệt của nhà hàng Biển Xanh này nha. Đây mọi người. Đây để Coleman thử cho mọi người xem ha. Coi để nó có trong đây coi nó có cái vị gì nha. Đương nhiên là có mù tạt. À, có mấy cái rau xanh xanh, không biết là rau gì. Rau cải. Trời ơi. Và cảm giác là cái vị nó có cái vị nước mắm. Nước mắm mặn á. Có đường, có chanh. Thật ra nó giống như là một cái chén mà nước mắm chua ngọt nhiều hơn nhưng mà có pha với mù tạt. Đó. Đơn giản là vậy. Nghĩ sao nói vậy người ơi hả? Rồi, sống. Rồi. Đây cái chén này phải bỏ cái này vào một chút. Rồi, thôi bây giờ Coleman thử mọi người. Đây bánh tráng. Có rất nhiều thứ ở đây ha. Đây, ghẹ đây. Mọi người nhìn thấy nó cái màu sắc, nói chung hôm nay ánh sáng thất bại quá. Nhưng mà nhìn còn hấp dẫn không? Nhìn coi được không con? Dạ, ba con tăng thêm ánh sáng rồi, khỏi lo. Khỏi lo phải không? Đây. Ghẹ sống đây nè, đó. Ghẹ sữa. Tái chanh. Tái chanh mình hiểu là giống như ăn sống ha. Đây. Còn cái miếng này sát vô, sát vô, sát vô. Đây. Giờ Coleman ăn thử luôn, ăn không thử luôn. Ngon lắm. À, họ cắt cái miếng này hơi nhỏ. Thôi. Đầu tiên là mình làm thử một cái cuốn ghẹ sữa ăn không? Đây. Có rau tía tô, có rau giáp cá, có dưa leo rồi đầy đủ đồ chơi hết. Rồi, bây giờ bỏ ghẹ lên. Trời ơi, à, thấy ha. Cuốn. Bạn mình sẽ cuốn lại cho mọi người xem nha. Rồi, một cái cuốn. Cuốn rất nhanh và rất gọn. Đây, quất vào. Coi nó như thế nào. Cái mù tạt nó bị sọc lên. Chưa xin dây. Sọc lên mà nói không được nữa. Vậy luôn nè. Đồ quá chừng này. Đó. Keo quá hả? Cay lắm. Cay lắm. Tí thường miếng coi. Chảy nước mắt rồi. Tiêu rồi. Vẫn chấm luôn. Để mới đã. Hết cảm luôn. Cảm biết đau đớn. Cảm thấy đau đớn. Tất cả vì khán giả thân yêu. Vô. Đây nha, mọi người nhớ ha. Nếu như mọi người có đến Phú Quốc phải ghé qua hàng chà, làng chài Hàm Ninh và đặc biệt là ghé vào quán Biển Xanh một lần.
để thử một cái món vô cùng đặc biệt. Tất cả những thứ khác thì mình có thể ăn được đâu đó, ăn mực tươi, mình ăn sò dương, mình ăn sò huyết tươi, rồi cá tươi vân vân. Nhưng chỉ có ở Biển Dương này mới có cái một cái món rất là lạ. Mặc dù là họ trang trí, cái cách họ bày trí nó không có được nhìn bắt mắt lắm, nhưng mà ăn vô thì rất là đặc biệt, hương vị rất đặc biệt, mọi người hiểu rồi đó. Ghẹ là bình thường mình đã ăn, mình đã thích rồi, còn này ghẹ sữa mà làm giống như là tái chanh cho mình cuốn bánh tráng nè, ngon vô cùng. Bây giờ nó coi như chừng người ta cách bắt chước nữa. Đây rồi, bây giờ Coleman trước khi chào tạm biệt làm miếng cuối cùng ha. Rồi, quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay thì Coleman lại tiếp tục giới thiệu với mọi người một cái địa điểm ở Phú Quốc. Đó. Tranh thủ đi đâu cũng vậy. Đó, mặc dù đi xuống Phú Quốc thì ở trong cái resort nó quá xa với trung tâm thành phố, nó điều hiu lắm luôn, nhưng mà thôi cũng tranh thủ buổi tối đi tìm một quán ăn ngon để giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn. Rồi, quán Biển Dương, làng chài Hàm Ninh. Làng chài Hàm Ninh có rất nhiều quán. À, quán Biển Xanh, xin lỗi. Quán Biển Xanh, làng chài Hàm Ninh nha. Đó, gần ngay cái khu, có một cái cầu, có một khu làng bè, cứ ra đó là mọi người sẽ thấy rất là dễ tìm, quán rất là lớn và ngồi rất là dễ chịu, thoáng mát, đồ ăn thì tươi ngon vô cùng, giá thì hơi cao chút xíu nhưng mà cũng xứng đáng.